What do we say to the god of death? Not the dead. Deadline Up 2.0 hay tạm hiểu là đội hình tử thần phiên bản 2.0 là danh xưng người hâm mộ lẫn cánh báo chí ưu ái đặt cho Golden State Warriors sau khi chứng kiến 3 game đấu đầu tiên trong series playoff với Denver Nuggets. Ở đó có một Klay Thompson đang dần lấy lại đẳng cấp của một tay thiện xạ đáng sợ ngày nào. Một Draymond Green lá chắn thép của đội bóng vùng vịnh sẵn sàng làm tắt điện bất cứ ai, kể cả MVP và đồng thời lãnh sướng vai trò châm ngòi trong mỗi đợt tấn công của các chiến binh vùng vịnh. Một Andrew Wiggins đã trưởng thành và cứng cáp hơn. Trong 3 game đầu tiên, không trận nào tiền phong 27 tuổi có hiệu suất ghi điểm lẫn ném 3 thấp hơn 50%. Ở đó, có một Jordan Poole và Jones trở thành họng pháo hạng nặng của huấn luyện viên Steve Kerr. Và tất nhiên không thể không kể đến linh hồn của Golden State Warrior, Stephen Curry, vì ảnh hưởng từ chấn thương cuối mùa thường niên. Đầu bếp chỉ ra sân từ băng ghế dự bị, nhưng mỗi lần số 30 xuất hiện trong khu vực sàn đấu, khắp các khán đài lại dậy sóng. Không chỉ khiến vành rổ đối phương cháy rụi bởi những cú ném ba thương hiệu, bếp trưởng luôn biết cách vực dậy tinh thần của toàn đội trong những thời khắc Warrior cần nhất. Sẽ không ngoa khi khẳng định rằng Deadline Up 2.0 là một trong đội hình đáng sợ nhất và không đội bóng nào tại NBA muốn đối đầu nhất ở thời điểm hiện tại. Ở 3 game thắng trắng trước Denver Nuggets là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho sức mạnh vượt trội của Golden State Warrior. Và chỉ cần một game thắng nữa, các chiến binh cầu cổng vàng sẽ ung dung rung đùi chờ đợi đối thủ tiếp theo tại bán kết miền. Lúc này người ta mới thấy thương cho Jokic. Bởi 3 game đấu vừa qua có cảm giác một mình The Joker chống chọi với tử thần vùng vịnh. Gã hệ Serbi chơi hay lắm chứ. Tuyệt vời là đằng khác, nếu có một bảng xếp hạng dành cho những cá nhân xuất sắc nhất những game playoff vừa qua, chắc chắn Jokic sẽ lọt top 3. Nhưng tiếc rằng bóng rổ là môn thể thao đồng đội, chơi đơn nam thì khó có thể giành chiến thắng. Và cứ thế mỗi khi hồi còi kết thúc, cái bóng dáng khổng lồ của Jokic lại ẩn vào trong bóng tối, nơi đường hầm với cái gục đầu bất lực. 3-0, chưa từng có đội bóng nào trong lịch sử lội ngược dòng thành công khi bị dẫn sâu như thế tại vòng playoff. Thậm chí Denver hoàn toàn có thể trở thành một trong những câu lạc bộ hiếm hoi hai mùa liên tiếp bị ăn trổi. Với riêng Jokic, trung phong người Serbia sẽ thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu và không ai mong muốn có được MVP đầu tiên thua 4-0 ngay vòng 1. Bình luận viên thể thao nổi tiếng Nick Wright trước thêm trận đấu rạng sáng nay đã đùa vui rằng Jokic có cơ hội lớn làm nên lịch sử ở game 4 đấy. Nếu Denver để thua trận này, Jokic sẽ trở thành MVP đầu tiên bị quét khỏi playoff ở vòng đầu tiên. Nếu họ thua game 4, đó sẽ là chuỗi trận thua playoff dài nhất đối với một đương kim MVP. Thậm chí Wright còn tự tin khẳng định rằng mùa giải của Jokic đã kết thúc ngay từ lúc này. Nikola Jokic phiên bản MVP thực sự đã xuất hiện. Qua mấy game vừa rồi, tấn công lẫn phòng ngự cậu ấy đều đỉnh. Nhưng tôi tin rằng Joker đến đây thôi. Lịch sử sẽ chứng minh tôi đánh giá rất công tâm cậu ấy sẽ có MVP năm nay, đồng thời mùa giải của cậu ấy cũng khép lại. Quả thật một mình Jokic chống chọi lại với đội hình tử thần quả thật bất khả thi. Thế nhưng còn nhớ đoạn clip ở đầu video chứ? Chúng ta nói với tử thần không phải hôm nay. Và tại game 4 khi chúng ta còn đang say giấc nồng, một cơn địa chấn đã xảy ra tại nơi cách mặt nước biển hơn 1.500 cây số. Nhà thi đấu Bull Arena rạng sáng nay đón tiếp gần 20.000 khán giả vào sân. Dù đội bóng con cương gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi playoff, nhưng những người hâm mộ bóng rổ thành phố đất mỏ vẫn lấp đầy khán đài. Họ cổ vũ các chàng thợ mỏ đến những giây cuối cùng, dù cho có thể hôm nay sẽ lại là một ngày tồi tệ. Nhưng fan của Denver cũng cần nhớ rằng họ vẫn còn đó, The Joker. Trong truyện tranh, nhân vật Joker từng có một câu nói nổi tiếng: chỉ cần một ngày tồi tệ là đủ để làm cho mọi kẻ minh mẫn nhất cũng phải hóa điện. Và sau 3 ngày siêu tồi tệ, Joker phiên bản NBA đã trình diễn thứ bóng rổ điên rồ bậc nhất là bất kỳ ai cũng phải run sợ. Chúng tôi không xứng đáng nhận chổi, có thể những cái dớp đang chống lại chúng tôi. Nhưng bạn biết đấy, chúng tôi từng phá nhiều cái dớp rồi, vậy lần này tại sao không? Đó là tuyên bố của Jokic trong buổi họp báo sau game 4 và người ta bắt đầu phải dùng mình trước những lời đanh thép của Big Man người Serbia. Ngay từ khi trái bóng Wilson được tung lên, Jokic đã khiến tất cả cầu thủ Warrior phải choáng ngợp. Có thể nói game 4 là màn trình diễn đỉnh cao nhất của trung phong người Serbia kể từ đầu series đến hiện tại. Một mình Joker làm tất cả mọi thứ từ ghi điểm, kiến tạo, rebound cả hai đầu sân. Đáng sợ hơn là tỷ lệ chính xác trong từng pha ra tay của trung phong 27 tuổi. Sau hơn 11 phút thi đấu, anh có tới 18 điểm, dù chỉ ra tay có 9 lần, trong đó có tới 2/2 quả ném 3 cực ngọt. Hệ thống phòng ngự cứng cựa từng khiến đương kim MVP phải chật vật ở các game trước, nay cũng bất lực trước sự cản lướt của Nikola. Nếu trợn ra một khoảnh khắc ngắn gọn để nói về trận đấu này, chỉ có thể là pha lấy thịt đè người của Jokic dành cho Curry.
Jokic năm nay quá mạnh, quá khỏe và quá đẳng cấp so với dàn sao của Warrior, đến nỗi Draymond Green phải phạm lỗi liên tục để ngăn cản gã hề người Serbia. Nhưng thậm chí dù bị đuổi khỏi sân vì đủ 6 lỗi, nhưng hòn đá tảng của Warrior và dàn đàn em của mình chỉ có thể truy cản trong bất lực trước sự hủy diệt của Jokic. Dĩ nhiên như đã đề cập, các game trước trung phong đến từ Nam Âu cũng bật chế độ MVP để gồng gánh tập thể Denver. Nhưng sự khác biệt hôm nay nằm ở chỗ, các vệ tinh cuối cùng cũng đã lên tiếng cùng ngôi sao của họ. Từ tiền phong Aaron Gordon cho tới chàng dự bị Bon Highland, chủ nhà thi đấu như một tập thể cực kỳ gắn kết. Gordon sau 3 game bị chỉ trích tơi tả đã phần nào chứng tỏ giá trị của 16 triệu đô mà Denver trả cho mình mỗi năm. 21 điểm, 6 rebound và 4 kiến tạo cùng 2 cú block. Monte Morris chẳng chịu kém cạnh với 24 điểm đút túi cùng 5 đường kiến tạo cho đồng đội. Không chỉ xuất sắc trong tấn công mà trận phòng ngự của Denver cũng làm tắt điện đội hình tử thần bên phía Warrior. Nếu chỉ xem thông số hẳn nhiều người sẽ nghĩ Stephen Curry và Klay Thompson đã có một trận đấu tốt. Bộ đôi này ghi lần lượt 33 và 32 điểm cơ mà, nhưng chỉ đúng với Klay mà thôi. 4 trên 13 đó là hiệu suất ghi điểm của Stephen Curry trong gần 3 phần 4 trận đấu. Riêng những quả 3 điểm sở trường thì cũng đạt tỷ lệ ném 11 vào 3. Sẽ là không quá nếu nói rằng đây là game đấu thất vọng nhất của Curry kể từ đầu series. Đừng vội trách đầu bếp, toàn đội Warrior hôm nay đều ném tệ cả. Hiệu suất ngoài vòng bán nguyệt chỉ vỏn vẹn 35,5%. Có thể một phần do các học trò của Steve Kerr nguội tay, nhưng nguyên nhân chính là bởi hàng phòng ngự của Denver được tổ chức quá tốt. Chẳng những khiến đối thủ ném trượt tận 22 cú ném tầm xa trên tổng số 34, họ còn ép đội bóng vùng vịnh phải đột phá vào trong khi chẳng có nổi khoảng trống ở vòng ngoài. Và xin chia buồn với Warrior, ở vòng trong không ai bên phía họ đủ sức chống chọi lại với Nikola Jokic. Phải đến cuối hiệp 3, các thủ Warrior mới dần tìm lại chính mình với hai họng pháo Curry và Klay. Nỗ lực đến từ hai siêu sao trong đội hình giúp Golden State Warrior xô đổ cách biệt 17 điểm để đưa trận đấu vào tỷ số 121-121 khi chỉ còn hơn 40 giây. Jokic được chăm sóc đặc biệt nhưng anh cũng chỉ chờ có thế. Việc đối phương cắt cử 2-3 cái bóng áo trắng theo kèm Joker để lộ ra khoảng trống cho đồng đội. Monte Morris nâng tỷ số lên 123-121 khi trận đấu còn 33,5 giây. Thời gian vẫn còn và Warrior vẫn chưa từ bỏ. Nhưng một lần nữa, cái đẳng cấp của một MVP đã lên tiếng. Golden State có bóng và Jokic khi nãy đã được rút ra nghỉ. Anh liên tục hét lớn. Đó là Kulov, chú ý đó là Kulov và y như rằng Jordan Poole đưa bóng lên cao hướng tới vị trí của Wiggins để thực hiện một cú alley-oop bất ngờ. Nhưng lời cảnh báo của Jokic đã đập tan âm mưu đó khi Austin Rivers bắt bài thành công. Và chỉ vài chục giây sau, Jokic có pha kiến tạo đẳng cấp cho Will Barton kết liễu Warrior, mang chiến thắng quan trọng tại Game 4 cho Denver Nuggets, một chiến thắng thắp lên hy vọng cho đội bóng đất mỏ. Nhiều người sẽ nói đây là chiến thắng đầy may mắn của Denver khi Warrior liên tục mắc sai lầm và chủ quan. Hay có thuyết âm mưu cho rằng Golden State cố tình thua Game 4 để có thể ăn mừng trên sân nhà tại Game 5. Nhưng hãy nhớ đến lời cảnh báo ở trên của Jokic. Anh và các đồng đội từng làm nên hai cú lủng ngược dòng không tưởng tại Playoff 2020. Vì vậy sẽ không có gì đảm bảo Denver sẽ không tiếp tục tạo thêm một cơn địa chấn nữa.